Đi đâu rồi, trời đất ơi. Mẹ bọn ôn dịch này. Chết rồi. Ui, mất xe rồi. Xe ơi. Xe đâu rồi? Xe ơi. Ôi, không có xe ở đây. Không có xe rồi. Ôi, xe rồi. Điên chứ bố ơi, chúng mày. Chúng mày bỏ tao làm tao chạy hụt thôi. Bây giờ chúng mày còn ngồi đây à? Đó. Hả? Mày yêu tao, tao một mình tao đánh nó là được, tao con gái là như thế nào cùng sức hơi bị kinh đấy. Chúng mày dám bỏ tao đi à? Hả? Tao giúp chúng mày trả thù, bây giờ chúng mày như thế à? Tao quay lại tao nhìn thấy mày đánh nó như chém trả. Đúng rồi. Mày mày vớ vào vớ vẩn nhá. Đây là mày. Vớ vào vớ vẩn nó sao? Này chúng mày bỏ tao đi bây giờ nhá, tao không bị cay chúng mày, tao giúp chúng mày thế mà chúng mày bỏ tao vậy à? Hả? Tao bỏ mày cơ nào? Ôi bỏ nào đang ngồi đợi về đấy. Đang đợi về. Mày lắm chuyện quá, chúng mày ngồi đây mà té à? Nó đuổi tao rồi kiểu gì cũng chạy đến nơi. Dú, ngồi đây để giấu xe nó tiếp thì à. Sao lại giấu xe tiếp? Xe đâu mà giấu? Xe sao trôi rồi. Xe nó đang trôi ở cống kia. Sao lại trôi? Anh bảy ra anh ra anh lấy rồi. Tao vừa nãy tao thấy nó trôi trôi đến đây, nó lấy đâu? Nó lấy đâu? Nó nghe đấy chứ mà. Lấy chưa? Bây giờ tao thấy nó trôi xuống cái kia, nó xuống rồi nhưng mà nó không lấy được. Thế á? Hay là cái này tao với mày mấy thằng này đi sang giấu tiếp đi. Ủa không? Về lấy đâu chưa? Lỡ ra bắt được thì sao? Hợp lý. Không bắt được đâu. Thì mày nhanh đi, nhanh đi đường nào. Rội rội. Rội rội luôn hả? Rội luôn á. Tao thì chết lại đó. Ôi mình làm chung bên ông bốn ông phép nhỉ. Đi này. Mày lấy trước á. Chưa đi. Ôi trời, để dép đây luôn hả? Để dép đây luôn á. Để lấy mai ra lấy. Lỡ mất dép tao thì làm sao? Dép mới năm một. Dép tao mới có một năm. Mua dép mới. Mất đi rồi. Mất đi rồi mà anh đợi tao. Mày có chạy cho ở đây không này? Ở đây. Bắn đâu? Mày đi kiểu gì đấy? Đi bị thượng thượng với thượng thượng rồi. Ổ trâu ngoài có dỗ ổ trâu. Đi ra mẹ tất chị. Tất chị bắt em ra đường ngay. Tao có bắt mày đâu, thằng kia nó bắt đi chứ. Thằng kia nó răng răng miệng rồi. Chúng mày chả làm cái tích sự gì cả. Bố à, đâm cho con. Cái thằng ổ đeo xuống lên. Tao
Tao đủ rồi. Mày đi nhầm nó không được. Không được đâu. Nào chua lại đây. Đây. Chua lên bờ này giấu sang bên đây. Đây đi. Đấy ấn ở bên mé chỗ đám bèo này cơ mà. Đây xí. Chỗ đám bèo gì vậy? Đi á. Mày có ấn được không? Mày có làm được hay không? Mày để cái ca đỏ xuống làm cái này. Đấy xuống đi. Mày xuống làm đi. Cái chưa mày qua này nữa thôi. Leo. Vọng nhìn tí nữa. Quả nó bắt đi. Từ 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 từ. Đặc cung 30 năm kinh nghiệm anh nhà mình ấy. Nhìn thấy không vậy? Nhìn gì á? Nhìn thấy gì không? Ủa? Ok, ok. Anh Bồn ơi! Thầy đích đồ thứ ơi! Thầy đích đồ thứ ơi! Thằng thầy đích đồ thứ nào ơi! Anh Bồn ơi! Quay ra đây! Anh Bồn ơi! Anh Bồn ơi! Anh em đây! Ủa thầy ra! Anh em đây! Anh Bồn ơi! Em thấy xe rồi! Em thấy xe rồi! Em thấy xe rồi! Anh bố ơi, anh bố ơi, mày thích ngu không? Em nói không đúng à? Đi tìm nó. Anh ơi anh, từ từ. Đừng có đi tìm ông ấy nữa. Đi tìm, đi lấy xe cho em này. Em thấy xe rồi. Anh Bốn, em thấy xe rồi. Rồi. Em thấy xe rồi. Thấy xe rồi thì kệ mày chứ. Em lấy rồi nhưng mà không được. Anh lấy với em. Đi 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 đi. Đi anh Bốn. Đi 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 lấy xe đi em Bốn. Chạy đi nào em. Để đi lấy xe. Đi thôi thôi. Tại sao mày không lấy luôn đi, mày bế ta đi làm gì? Em xuống đấy nhưng mà em với không tới. Ôi giời. Mày biết ngu à. Cứ này mày cứ chức rồi mày bế ta đi ấy. Thì tạm mày đi lấy còn hơn. Em không lấy được, chỗ này nó sâu lắm. Sâu rồi cứ này. Tao đang bị hò, tao không giúp mày đâu. Không, chỉ cần anh kéo cái xe lên với em là được. Tao phải đi tìm thằng thầy giúp một thứ ấy. Để tao đi kéo xe thì vào đâu ăn mới được. Đi kéo xe cho em đã. Không đi. Kéo xe cho em. Không. Không thấy. Đi 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 đi. Thấy đi. Đây này. Đi 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 đi. Nó ở đây này. Đâu. Bảo thôi nó ở đây này. Thôi ra này đi với tao đi. Cái xe nó ở đây. Không lên về tao đi tìm nó. Ừ. Đi lấy xe xong rồi. Ngồi xong rồi. Em đi kiếm đằng thức một thứ với anh. Đâu. Đi. Đâu. Đây. Sao lại xe thế này nó đi kia ra. Xe của em nó vứt xuống đi. Bọn nó là bọn nào. Một thằng chan đỏ, thằng spy xong rồi một thằng nào là âm. Nó vứt từ trên kia nó chạy xuống đây này. Sao mày ngu mày không lại mày đánh vào nó để mà lấy kia lại. Dạ mày biết được con nó thì lấy thử nhanh. Đi xuống đây. Nó nghe chứ tao hùa nó ngồi. Em của em để ở đây cơ. Nó tôi ở đây này.
đâu? Chỗ này. Ui, này là chỗ nào? Chỗ đâu rồi? À, xe quỷ em đâu rồi đấy? Chưa đâu. Ui, xe quỷ em đâu rồi? Mày lừa tao à? Không, xe em để rồi, nó ở đây mà. Ở đây bên sau cái này không thấy. Ở đâu rồi? Ôi ôi, xe của em. Mẹ mắng em chết. Ở đâu? Xe nó ở dưới này. Vậy thì thôi rồi. Tao đã bỏ được cái công mày đi tìm tao thì thả mày đi vớt đây còn hơn. Ui sâu lắm anh cũng thấy à. Sâu không có việc gì đâu mà. Ui xe của em đâu rồi? Rồi. Lấy xe này chưa? Thấy mày thấy mày cái tội nghi của mày chưa? Ai? Bỏ đây. Ai? Bỏ đây làm gì nữa đây? Bỏ đây. Thả nó ra! Thả nó ra! Ê! Nó lừa ra đây! Mày không cần biết nào! Mày có đi! Mày nói chuyện với tao đấy, mà hoàng! Tao nói cho mày biết này! Hôm nay tao bị hồ ăn rồi! Chứ con tao không thể nói chuyện với mày đâu! Mày nói chuyện với tao là mày không có ăn được! Mày nói mày là thằng nào? Sao mày lại cướp riêng của nó? Hả? Mày là thằng nào? Mày là thằng nào? Nãy nhá, cái đầu tao này cháy mày chứ cái gì của nó? Tại sao mày lại cướp riêng của nó? Quân lỡ đây! Mày là thằng nào? Hả? Mày làm gì? Mày làm gì thì mày làm đi, tao đang xử lý cái đứa này. Mày là con lỡ nào? Mày đi kiểm tra luôn đó. Anh Quân. Hay, hay, hay. Quân lại đây. Anh Quân. Ông kia mày ăn đây. Mày đi kiểm tra. Mày đi kiểm tra. Quân. À, ông có hai cây điện. Ta nói cho mày biết này. Ta cho mày ăn luôn này. Tao không muốn. Mày đi lên cái đầu tao nó lại sống mà. Thế nào chứ? Tao đã chạy đến hôm nay tao có hùa rồi, tao có hùa nhá. Còn lâu tao mới đánh chơi mày. Tao muốn đánh chơi mày. Việc của mày là việc đi đi xe cho nó, còn việc của tao là việc của tao, mày đứng xe việc của tao. Vậy tại sao mày lại lấy xe của nó à? Tao sẽ lấy đây, tao phá đỏ nó lấy, tao cứ đang cố vui đây. Tao nghe thấy nó bảo là mày là cái con đầu, nó đứa đầu treo. Đầu treo? Ôi mày cười, đứa đầu treo. Mày, mày, ôi tụi mày ăn luôn. Tao nói cho mày biết nhá. Hôm nay tao đã hùa đấy, tao không nói chuyện hiểu mày đâu. Tao lần sau tao mà không hùa nhá, còn lâu tao mới nói chuyện mày. Mày nhắc tao chạy mấy chuyện mày. Mày mày cứ đâu rồi cút ai bảy ơi ôi lấy bà đi bảy ơi hai bà kia trả đâu ra cố lên bảy ơi cố lên cố lên ôi trời ơi kia đâu rồi con này làm cái gì đây kia đâu kia đâu cái quán kia mà thích múa không? Mà thích vỗ tay không? Thế có đây xe kia mặt nào? À, mày bỏ tao ra! Mày ơi, cố lên! Cố lên nha! Xe đâu? Tao hỏi chúng mày xe đâu? Anh! Xe! Xe đây rồi! Xe đây! Lấy xe lên! Xe đây! Xe đây anh đến đâu? Ôi giời! Lấy xe đi! Lấy xe lên! Ôi! Đó là cháu kia, cố lên nha. Xe đây rồi, nhấc xe lên đi, nhấc xe lên đi mẹ. Bọn kia,
Thôi chị Phai là mấy em này thích muốn sống hay mày muốn toàn? Em muốn sống. Mày cút đi không? Yến à, nhấc chia lên cho tao. Yến, nâng nhấc lên cho. Cút. Thật chứ một trận, mấy bà chị nó chạy đi rồi. Cút. Chị Phai đây, mấy bà chị. Cút. Ôi dồi ôi, chia bình hết rồi. Cố lên, nào, cố lên cho chia nó khỏe à. Em không nhổ nổi nữa rồi. Đây này. Ôi chú. Anh lên trước đi. Em mệt quá. Ê, đi. Nào. Anh Bôn. Ngã đây. Mày gọi ra kia ra nào. Cái con kia quay ngủ thế. Mày ra đó. Đi lên chiếc kia. Mày lên chiếc kia. Quay ra để ta đi. Đấy, mày ngu như cái bò đấy. Chẳng hiểu cái vấn đề gì cả. Đây. Xuống nước mà. Ta đã bỏ rồi. Mày lấp ta đi công thất. Mất cả rép rồi. Ta đi tìm rép ra. Anh ngu vậy. Mất rép thật rồi. Cứ mua chia. Anh không được cái tích sự chó gì hết. Một rép đi, ta mất rép rồi. Kệ anh. À, ta thấy rồi. Ê, ta thấy rép rồi. Anh như cục kết đi. Chẳng làm được cái chó gì hết. Cứ cứ chạy em một đây nữa chứ. Mày ngu lắm. Đã bảo rồi, cái chia này thì là không làm ăn được cái trò trống gì. Tao mua cho mày về, mày để mày mang đi phá. Cầm giết cho tao. Ai bảo anh mua gì? Cuộn ra để tao đi. Đừng có đi nữa. Dắt đi. Tao phải đi. Đừng chia. Cố chia là phải để đi. Cố chia để rắt ra mày ngu ấy. Anh đi nhanh lên. Cái chia là nó phải làm việc cho mình. Chứ mình lại phải đi hầu hạ nó à mày ngu ấy. Vâng, anh đi đi. Ai. Làm cho tao suốt ngày bị ngã. Tại anh em bảo dắt bộ đi không thì chỗ này thì trơn. Ngu như lợn đi. Thế là bảo rồi. Cái chia là phải để nó phục vụ mục đích cho mình. Cái này còn để cho năm mình chỉ phục vụ cho nó. Anh nói thôi, cầm dép cho em. Cứ nói nhiều. Mấy là mấy con chó kia. Mày cười à? Hả? Bố mày đã đó rồi. Mấy con lợn nhá. Bố mày nói cho chúng mày biết này. Hôm nay bố mày hoa rồi. Bố mày mà không hoa thì bố mày không nói nhiều như mày đâu. Bố mày hoa bố mày mới nói nhiều ấy. Thôi anh im mồm mẹ được của anh nói nhiều quá. Mấy con lợn. Mấy con cả hoa. Cứ chém này. Cái xe này của mày chả làm cái sự gì, quảng bá đi. Ý, chắc một quảng được, anh mua cho em sao mà anh em quảng được. Đấy, xe này chả ra cái xe. Anh ơi, đây là anh chọn cơ mà. Tao chọn nhưng mà cái xe này mua về là phải nó phải phục vụ cho mình. Chứ cái này mình lại phải đi phục vụ cho nó à. Kệ mẹ nó chứ. Vậy thì mày ngu, mày xin gái. Anh ngu mà. Má mày, mấy con đợt kia. Ông quảng chết mày bây giờ. Mẹ mày. Mày đả tao. Mày nhớ mặt tao đây. Mày về tao mách mẹ. Anh đã bỏ mày rồi. Cái xe đạp là để phục vụ mục đích cho mình. Vậy mình lại đi phục vụ nó vậy à. Vậy mày em. Vậy thì mày điên. Tao phải bắt được nó phải phục vụ tao. Dẫn tao về. Anh làm sao vậy? Bây giờ còn dẫn anh về nữa. Nó phải đèo tao chứ không tao không được đèo nó. Vô lý vậy.
đi nhanh lên, đi rồi từ từ tôi sẽ đi nhanh lên. Ta đang bỏ rồi em mà ta đang đi hôm qua mà cứ bắt tao phải đi một cuộc chiến đạp là thế nào. Em mệt mà, mày mệt thì kệ mày chứ, ta đã bỏ rồi. Mình cái xe đạp là sinh ra là mình mua về là phải để nó phục vụ mục đích của mình, nó phải phục vụ cho mình chứ mình lại đi phục vụ nó. Sao anh nói nhiều thế? Mày ngu vậy? Anh tao nói gì mày nghe, làm đi. Anh ho mà anh nói nhiều thế. Đấy, im mẹ mồm nên không chịu cứ ho nói nhiều ho. Đấy là việc của tao. Vâng. Tao cứ thích nói tao cứ ho ấy. Vâng ạ.